Xin chào cả nhà ơi. Hôm nay mình làm món hải sản giá đậu nành xào cây Hàn Quốc. Mình có chuẩn bị một mâm hải sản nè cả nhà. Có sò điệp nè. Hôm nay mình xào cho nên là mình sẽ chọn cái sò điệp nhỏ chứ không có giống như là sò điệp mỗi khi mình ăn. Rồi ốc biển, ốc xoắn nè cả nhà. Một con tôm hùm nhỏ với lại hai con bạch tuộc. Rồi ở đây là bào ngư. Rồi giá đậu nành với lại nấm nam kim châm với nấm đùi gà mình xào với lại là miến đây, cái này là miến cả nhà. Hồi mình bỏ miến vô mình xào cùng luôn á. Rồi bây giờ Barbie sẽ bắt đầu xào, bỏ dầu vô, tỏi băm xào món Hàn cho nên mình bỏ tỏi khá là nhiều luôn. Vì hè tại vì món hàng người ta bỏ tỏi nhiều á cả nhà. Cái này là hành Baro mình sắc sẵn rồi. Giá đậu nành. Cái giá đậu nành này mình đã luộc sơ qua rồi đó cả nhà. Tại vì cái loại này nếu mà để bình thường xào thì nó khó chín lắm. Mình ngắt cái hộp bỏ với lại luộc sơ qua. Bột ớt nha, mình dùng hai loại bột ớt đó, cái loại bột ớt này là cay, là đỏ, làm đỏ màu á. Hai loại mình pha trộn lại. Bây giờ sẽ nêm gia vị đường nè, xào này cho nên là mình bỏ hơi nhiều đường, muối, tiêu. Rồi bây giờ là Barbie sẽ bỏ hải sản vô. Cái hải sản này đó mình đã hấp sơ qua đó cả nhà, có bào ngư với sò đẹp rồi mình để nguyên thôi. Còn ốc xoắn với lại bạch tuộc, tôm hùm mình đã hấp rồi. Cho vào một chút xíu nước. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ ốc xoắn vào. Tôm hùm, bạch tuộc, nấm, nấm kim châm. Rồi bỏ miếng vào. Rồi đậy nắp lại. Xin chào cô chú, xin chào các bạn, chào anh, chào chị, chào những năm, xin chào các bạn yêu. Nhà yêu, hôm nay ăn lạp sư tha. Bạch tuộc. Hải sản, ừ, hải sản thập cẩm. Hải sản nước cây. Hải sản xào cây. Hải sản xào cây. Cay quá cả nhà ơi. Trời ơi, đun miêu. Nè con ăn đi nè, để mẹ gấp cho. Đun miêu. Tại vì hồi nãy giờ xào nó bị cay á. Xào cái khói lên cả nhà. Con nữa miêu. Con nữa. Con cũng cay nữa hả? Ừ, ngồi phòng cũng cay nữa. Ngồi phòng chắc nó cay vô tới mẹ đó luôn. Mẹ con muốn ăn cái này trước mẹ. Ờ, con ăn cái đó trước hả? Dạ. Ừ. Ôi, cái này. Ừ, bên mẹ quên lấy kéo rồi, để mẹ đi lấy kéo. Dạ. Con làm gì rồi mẹ? Đúng, con rồi. Về sắp chút, ok. Ừ, mẹ cắt cho nha, phải không? Dạ. Ừ, để đi mẹ đi lấy kéo cắt. Có ngày thì đòi ăn bạch tuộc, có ngày thì không chịu ăn cả nhà. Trứng nè, cắt cái gâu nhỏ nhỏ. Con có chấm rồi, con không muốn ăn mèo. Bậy, cái này người ta xào mà đâu cần chấm. Mèo, có chấm hả? Có chấm là non lắm. Học bà cho nhi. Sô sứ cắt chân ngon chứ đây à? Bi với cả nhà thích đó. Sô sứ? Thích chấm. Ăn gì cũng thích chấm hết trơn. Thò đẹp đi thích nè. Mèo. Ừ. Cho bạch tuộc cái này. Bi không thích bào ngư. Ờ, ăn đi, cho cái ăn nó. Appa, appa, 배고플까 봐 체력 안 붙는 거예요, 엄마랑. 아빠 하나도 안 먹고 있어서 먹으라고 한 거예요. 오이, 난 이 thương dữ lắm vậy đó. Miếng mình thích ăn cái miếng cộng miếng bự gì nè cả nhà. Hôm nay làm miếng bự. Cái này non lắm. Ngon lắm phải không? Để mẹ ăn thử. Mẹ ăn thì lắm luôn. Ừ. Nông đời mẹ, muốn ăn hoài hoài. Vậy đó hả? Dạ. Ăn cùng mình cả nhà ơi.
Muốn ăn nữa hả mẹ? Ừ, muốn ăn nữa. Đó, thank you. Con ngon lắm, con muốn ăn nữa. Ừ. Lấy lại, con muốn ăn lại. Ngon. Con muốn ăn lại. Để con no. Ừ. Ngon lắm. Tóc biển là ngọt ngay luôn cả nhà. Ngon lắm bia. Được, muốn ăn nữa. Ừ, muốn ăn nữa. Ăn đi. Ừ, ừ. Để giúp ăn nhỉ. Ừ, dạ, không. Thôi hả? Ba ăn đi. Hả? Tại con tại không ngon. Trời, tôm hùm không ngon. Ừ. Tôm hùm sao không ngon? Em ơi. Ôi. Nè. Ờ, cho cái món đó. Ừ. Về là nút. Sao vậy? Ba cho mẹ không là đúng. Trời, bữa nay nóng rồi. Vậy đó hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Ủa, mẹ ăn không được hả? À, bà. Ừ. Mà có hôm mới đều. Nàng ạ, bà bố rồi. Ồ, mà có ạ, bà bố rồi. Đều. Nên có ạ, bà tù mà thế. Cô mà kêu kêu đều. Cô mà hay không? Không. Không phải mẹ. Ấy, ba của mẹ quá. Ba. À, bà lưng của mẹ này. Cảm ơn em nha. Đó thấy cái gì là ba thế mẹ. Nơi mẹ thích không? Lẽ sự kìa. Có gì cũng dành phần cho ba hết trơn á. Con dành mẹ cho mà. Con phải thương ba chứ thương mẹ đồng mới được nha. Bà thuốc. Ừ. Ngon. Ừ. Ngon quá cả nhà. Nó không cay lắm nha. Cay vừa vừa. Giá đồ này ngon quá Bi ơi. Nè. Hôm nay con đang là bà thuốc. Giá đồ này. Trên nha nha miếng miếng anh đuôi cho nó nào miếng thằng vậy đó bầu ngưng à sao đẹp nè con cái này ăn và chạy nung đó được giá hôm nay ăn nhiều rồi mà sao có nhiều sao trời đâu quá trời luôn nè nè. Hôm nay làm giá đồ nành quá trời luôn. Đúng rồi. Không gì. Không, trời. Không. Đấy, ba ơi. Ừ. Mà không đi theo. Chút hả chút theo. Không. Không. Không gì. Trời ơi. Ba không đi cổ, mà không đi mẹ. Ba có mắt thuế trời lắm. Đi, ăn đi. Không. Sao mà ba cho hải sản mẹ? Bị cản hoài vậy? Ba thương mẹ mà mẹ nói không là ba thương hoài mẹ. Sao kỳ vậy? Trời đất, không có chuyện đó nữa. Mẹ con chạy cho nha. À ba. Ừ. Con lo cho anh khách cho nó chú bè không? Nè. Không. Nè. Không. Phải lấy phi giống là. Phải mà. Ba mở hải sản ba mà rồi con gì mà mở con. Hải sản có nhiêu mà mệt trời không. Ok no. Con thương ba rồi. Không. Không.
Ngon hả? Vậy là mình phải. Ừ, mà anh ăn đi. Vậy đi. Vậy đi. Ừ. Tân thiên ba thôi. Chà da. Ừ. Chà ba nghe. Ừ. Chà ba thiên. Măng thiên. Chúc. À xã ơi. Ừ. Băng thiên. Băng thiên. À xã ơi. Ừ. Băng thiên nàng ơi. Băng thiên nàng ơi. Băng thiên. Em bé, cô đó ơi, em bé bữa nay cho con ham ăn giỏi cha. Bi bữa nay làm gì Bi? Tại con nói cô đó cưng, thấy cưng nói. Trời, Bi lớn rồi đâu thấy cưng nữa. Mẹ hỏi Bi nè, ai đây? Anh trai. Anh trai. Oppa nè. Anh trai. Cha nhìn con là chị gái mẹ em bé. Ồ vậy hả? Dạ. Rồi con phun bàn con chị. Thấy không mẹ? Con chị hả? Dạ. Con chị, con phun bàn con chị. Tôi mẹ con mẹ em bé. Phán ba. Ba lớn rồi ba anh trai. Ba lớn rồi anh trai hả? Là ba là nhỏ hả? Là không anh trai được, em bé là mà. Ba là chồng của mẹ. Không, chồng của con. Bày. Ba là anh xã của mẹ. Không, anh xã của con. Con anh trai mà. Anh trai. À, u ba. Mẹ quay clip thề bác sâu. Thề bác là tuyệt vời. Mẹ ơi, bữa nay thì vời sao? Nói tiếng Việt nhiều hơn rồi. Mà nghe nhức đầu quá. Em bé, nhanh ăn đi em bé. Cho coi. Cô chú ơi, em bé ăn gì nè? Mẹ ăn hết nè. Mẹ ăn đi, mẹ ăn chuẩn bị nè. Hồi thì dành là con, hồi dành là mẹ kêu chồng của mẹ bằng bằng anh xã luôn. Bi nè, con chồng anh xã nè. Con lớn, ba lớn rồi, con lớn rồi. Mẹ hỏi nè, lớn với mẹ rồi con. Ba là năm quý. Trời đất ơi, cô chú ơi, con cô này lớn là con năm quý chế ba muốn. À bác sao nhà ba con chờ nó lại quay ạ. À bác chờ nó năm đâu đặt xuống xin đây. À bác chờ nó. Bữa nay con nói tiếng Việt nhiều quá con thích. Thành ra là còn nhiêu nè. Đó. Rồi nói thôi, bữa nay Bi nói không á. Mẹ không nói được gì luôn. Cô chú ơi, mẹ nhiều giống con nè, con chút xíu nhiều mà mẹ. Mẹ chưa có ăn hết, chứ không phải là mẹ không ăn. Mẹ đang, mẹ chưa có ăn hết nè. Bây giờ chào cô chú xong rồi mẹ ăn tiếp. Con chào tạm biệt cô chú đi. Con chào đi. Mẹ thương ba mà sao mẹ đang quý với ba hai hôm vậy? Là mẹ không thương ba mà. Mẹ ơi, mẹ bữa nay ăn xong là xin chào tạm biệt rồi mẹ. Dọn cái này mình đi. Ba coi nhìn thấy ở phòng. Tại mẹ là con mẹ thích á. Mẹ thích cưng dọn đi. Bữa nay mẹ làm hết cho anh nha. Làm bữa nay hết thiệt rồi. Ừ. Rồi, ba coi nhìn thấy ở trước phòng rồi. Ngày mai là ba dọn đứa. Rồi ngày mai nữa là rồi bây giờ chào đi. Mẹ dọn nữa. Ừ mẹ biết rồi. Ba dọn, mẹ dọn. Ừ. Ba dọn, mẹ dọn. Ba dọn, mẹ dọn. Được rồi, được ba rồi. Ba dọn, mẹ dọn nha. Ừ được. Bye bye về nha. Ừ. Xin chào tạm biệt cô chú. Bye bye tiếp theo. Hôm nay qua nói thăm mọi người, nắng có hơi mọi người nha. Bye bye. Đó. Xin chào tạm biệt đi. Dữ dằn lắm cô chú ơi. Sao khóc, đừng có khóc.
những cái khác. Bye bye. Đánh ơi đừng có khóc. Đừng có khóc. Đánh ơi đừng có khóc. Nhưng nước mắt nó rơi.